Và tôi yêu cầu là phải có cái bộ giáo dục phải khẩn trương có cái hướng dẫn thật chi tiết đến tất cả các cấp, các nhà trường, đến từng giáo viên, từng phụ huynh để thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh khi mà đi học. Và tinh thần ấy là phải an toàn, phải an tâm thì mới đi học. Và trước hết và nhất thiết là chính quyền và nhà trường thì phải thực hiện đầy đủ các cái giải pháp để đảm bảo cho trường lớp thực sự an toàn. Nhưng mà như vậy cũng chưa đủ, mà phải hướng dẫn, phải tuyên truyền để phụ huynh, để học sinh an tâm. Chưa làm được cho phụ huynh và học sinh an tâm thì chưa cho đi học trở lại ngay. Đã đi học trở lại thì trường, thì lớp phải an toàn. An toàn là dưới cả giác độ chuyên môn, lẫn an toàn trong suy nghĩ của học sinh, của phụ huynh học sinh. Tôi nhấn mạnh an toàn là an toàn. Không nên cho đi học trở lại khi học sinh vẫn lo sợ lây nhiễm từ trường, phải đeo khẩu trang trong lớp. Và việc cho học sinh nghỉ học tiếp chắc chắn là sẽ có gây xáo trộn, có gây trở ngại cho ngành giáo dục và cho các bậc phụ huynh và cho xã hội nữa. Nhưng mà những điều đó thì không thể so sánh được với sức khỏe của học sinh, của nhân dân, với sự an toàn, an tâm và sự tin tưởng của nhân dân.